Nào nào, vô đi chiến thắng đi em. Làm cái gì bây giờ? Hôm nay team tụi mình chơi game show chia sẻ đại bàn. Bây giờ chia là hai đội. Đội này là tên gì? Anh đặt tên đi. Bò đẹp trai của em rồi. Rồi bò đẹp trai của em. Còn anh đặt tên là gì? Tiếng bù đồ hả? Chùm cuối. Chùm cuối. Rồi chia ra sáu người. Trò chơi chuẩn bị bắt đầu. Hết. Thấy lại. Rồi bắt đầu quay rồi đó. Lên chung vũ khí làm gì đó. Không mà chụp lần nữa không tan. Xin giới thiệu. Chúng tôi là một đàn. Thật nghiêm túc vậy chứ. Mà đang quay chưa? Đang quay. Trời ơi. Đang quay đó. Diễn đâu mà. Đang quay hả? Hôm nay chúng tôi có mặt tại đây để chơi game show. Nó giống phim Mai này. Giống như phim Mai vậy. Cứ mà sợ. Bây giờ Tôi nghiêm túc lên. Cái ông đội trưởng này gì nhỏ. Nghiêm túc quá. Thôi ta đội trưởng này không nói thôi. Rồi nghiêm túc nha. Nhìn mặt xin xù ơi, giống như đang chuẩn bị. Bà nói luôn đi, anh chuyển chương trình luôn đi. Anh chuyển chương trình, bỏ show là tại anh đó. Quay lại đi. Thôi để anh chuyển. Nó đang dẫn show lên. Xong chưa, quay đi. Rồi từ từ nghe thoại cái. Hôm nay alo. Tôi tức bất mãn gì cái clip này. Ờ, đang ở trên lên nghiêm túc lên. Đó, tí nữa cho mấy người xin giới thiệu. Đâu hậu trường nè. Đội trưởng bên đây đã nghe điện thoại xong, bây giờ tiếp tục. Rồi vô. Hôm nay trò chơi gì không biết. Chỉ có hai tờ giấy. Không biết đặt tên tờ chơi. Rồi, hai đội trưởng nhận tờ giấy. Mà sao lại có giấy chi nã đây? Đó. Ở đây. Dạ vậy. À, xin chứ vậy. Tại vì giấy nhắn còn bây giờ giấy chi nã. Vâng, đằng sau có chi nã. Đây, mời hai đội trưởng ký tên vô hai tờ giấy. Rồi, ký tên. Ghi họ và tên nè. Cắt rồi, bên kia kìa. Đi rõ họ và tên nha. Trò chơi này hơi bị nhảm rồi. Chi nã ký cái tay mình, ký chi nã. Rồi lên. Ở dưới bạn chi nã. Trời ơi, đưa giấy chi giữ đi. Rồi. Tôi chưa ký tên thôi mà. Rồi, qua đây. Em đi cho. Vâng, đội trưởng qua đây là bo đẹp trai cu te rớt. Tên dài quá. Mới đang số vàng xin chữ ký mà không được. Nói cái chữ ký thôi là mất hết 2 phút của tôi. Hi hi. Vâng. Cuối dòng chữ ký tên đó là 2 chữ hi hi. Rồi. Để mặt cười nữa. Ủa sao ghê vậy? Hai người nhét. Khổ luôn hả? Nhét giữ cái tờ giấy vô cho cẩn thận. Bây giờ có nghĩa câu mày có bây giờ mình chơi trò chơi như thế này. Có nghĩa là bước mật thư sẽ giao cho một đội bên đây và một đội bên đây. Đội trưởng có quyền giao cái bước mật thư đó cho bất kỳ người nào và hai đội sẽ giấu gì mẹ. Hai đội sẽ kiếm cái người cầm cái đó đúng không? Yes. Ê, nói MC là sao? Hai đội sẽ chi tìm nhau. Rồi tìm bức mật thư đó. Người nào có hiệp đồ đinh, alo. Hiệp virus, dạ. Người nào tìm bức mật thư đó trước thì bên đó thắng. Có quyền lục soát đồ, lục soát từ trên xuống dưới đây. Đây là phần bóng đĩa. Vâng, gần. Hôm nay tôi giới thiệu sinh học luôn thôi. Không đây, có đây, bây giờ trò chơi bắt đầu. Đây là Huế. Đây là hai anh camera của hai đội.